chúng mình lại được gặp nhau rồi. Trong giờ học toán ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một bài mới. Đó là bài thêm bớt so sánh các nhóm đối tượng trong phạm vi năm. Bây giờ cô Trang sẽ kiểm tra các bạn xem các bạn có giỏi không nhé. Trước mặt cô có rất nhiều nhóm đồ dùng và các thẻ số. Vậy bạn nào tinh mắt tìm cho cô nhóm đồ dùng có số lượng là năm nào? À, các bạn nói nhóm chai nước. Bây giờ cô kiểm tra xem có đúng nhóm chai nước có số lượng là năm không nhé. Các bạn đến cùng cô nào. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 chai nước. Vậy 5 chai nước sẽ gắn thẻ số gì tương ứng nhỉ? À, đúng rồi, đó là thẻ số 5. Các bạn cùng quan sát xem còn nhóm đồ dùng nào có số lượng là 5 nữa nhỉ? À, nhóm K. Bây giờ cô và các con cùng kiểm tra xem có đúng nhóm K có số lượng là 5 không nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 cái K. Vậy để chỉ số lượng là 5 cái K, chúng mình sẽ gắn thẻ số mấy tương ứng? Đúng rồi, đó là thẻ số 5 đấy. Ai tìm mắt tìm cho cô nhóm có số lượng là 5 thế nào? À, còn nhóm mắt nữa đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng kiểm tra nhóm mắt có đúng có số lượng là 5 không nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 cái bát. Để chỉ số lượng là 5 cái bát, chúng mình sẽ gắn thẻ số mấy? Đúng rồi, thẻ số 5 đấy. Cả lớp chúng mình rất là giỏi, cô khen chúng mình nào. Vừa rồi cô và các con vừa ôn đếm các nhóm đồ dùng có số lượng là 5. Bây giờ các con hãy cùng quan sát lên màn hình, cùng cô thêm bớt so sánh các nhóm đối tượng trong phạm vi 5 nhé. Để học được bài này, các con cần chuẩn bị hai nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng là 5 và các thẻ số từ 1 đến 5. Cô Trang có nhóm chậu, chúng mình vừa xếp vừa đếm cùng cô nào. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 cái chậu. Để chỉ số lượng là 5, chúng mình sẽ gắn thẻ số mấy? Đúng rồi, thẻ số 5 đấy. Cô muốn trồng 5 bông hoa hồng trên 5 cái chậu. Chúng mình vừa xếp vừa đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 bông hoa hồng. Để chỉ số lượng là 5, chúng mình cũng gắn thẻ số mấy nhỉ? Đúng rồi, thẻ số 5 đấy. Các bạn thấy nhóm hoa hồng và nhóm chậu có số lượng như thế nào với nhau? Đúng rồi, nhóm hoa hồng và nhóm chậu có số lượng bằng nhau và cùng bằng 5 đấy. 5 bông hoa, cô bớt đi 1 bông hoa, còn lại mấy bông hoa? Chúng mình cùng kiểm tra nào. 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 bông hoa. Vậy 5 bớt 1 là mấy? Đúng rồi, 5 bớt 1 là 4. Chúng mình cùng nhắc lại cho cô nào. 5 bớt 1 là 4. Và chúng mình gắn thẻ số 4. Bây giờ các con cùng so sánh xem nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng như thế nào với nhau. Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn? Vì sao con biết? À, đúng rồi, hai nhóm này có số lượng không bằng nhau. Vậy nhóm nào có số lượng nhiều hơn? Đúng rồi đấy, nhóm chậu có số lượng nhiều hơn. Nhiều hơn là mấy nhỉ? Nhiều hơn là 1. Vì sao con biết? Vì nhóm chậu thừa ra một cái chậu. Vậy nhóm nào có số lượng ít hơn? Nhóm hoa có số lượng ít hơn. Ít hơn là mấy? Ít hơn là 1. Vì sao con biết? Vì nhóm hoa thiếu đi 1 bông hoa. Bây giờ cô muốn nhóm hoa có số lượng bằng nhóm chậu thì phải làm như thế nào nhỉ? À, đúng rồi đấy. Chúng mình phải trồng thêm 1 bông hoa nữa đúng không nào? 4 bông hoa thêm 1 bằng mấy bông hoa nhỉ? 4 thêm 1 là 5.
Chúng mình cùng nhắc lại theo cô nào. 4 thêm 1 là 5. Và chúng mình sẽ gắn thẻ số 5. Các con thấy nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng như thế nào với nhau? À, nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng bằng nhau. Để biết chính xác nhóm hoa có số lượng bằng nhóm chậu không, bây giờ cô và các bạn cùng để kiểm tra xem nhé. Chúng mình sẽ đến nhóm hoa trước nào. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 cái chậu. Vậy nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng bằng nhau và cùng bằng 5 đấy. 5 bông hoa. Bây giờ cô bớt đi 2 bông hoa. Còn lại mấy bông hoa nhỉ? Các bạn đếm cô nào. 1, 2, 3. Tất cả là 3 bông hoa. Vậy 5 bớt 2 còn 3. Chúng mình nhắc lại cho cô nào. 5 bớt 2 còn 3. Để chỉ số lượng là 3, chúng mình sẽ gắn thẻ số 3 tương ứng. Bây giờ các bạn cùng so sánh xem nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng như thế nào với nhau. À đúng rồi đấy, nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng không bằng nhau. Vậy nhóm nào có số lượng nhiều hơn? Nhóm chậu có số lượng nhiều hơn. Và nhiều hơn là mấy nhỉ? Đúng rồi đấy, nhiều hơn là 2. Vì sao các con biết? Đúng rồi, vì thừa ra 2 cái chậu. Vậy nhóm nào có số lượng ít hơn? Đúng rồi, nhóm hoa có số lượng ít hơn. Ít hơn là mấy nhỉ? Đúng rồi, ít hơn là 2. Vì sao các con biết? À, vì thiếu đi 2 bông hoa đúng không nào? Vậy bây giờ cô muốn nhóm hoa có số lượng bằng nhóm chậu thì phải làm như thế nào nhỉ? Đúng rồi đấy, cô sẽ phải trồng thêm 2 bông hoa nữa. 3 thêm 2 là mấy? Các bạn đếm cùng cô nào. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 hoa. Vậy 3 thêm 2 là 5. Các bạn nhắc lại theo cô nào. 3 thêm 2 là 5. Để chỉ số lượng là 5, chúng mình sẽ gắn thẻ số 5 tương ứng. Bây giờ các bạn cùng so sánh xem nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng như thế nào với nhau. À đúng rồi đấy, nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng bằng nhau và cùng bằng 5. 5 bông hoa, cô bớt đi 3 bông hoa. Còn lại mấy bông hoa nhỉ? Các bạn đếm cùng cô nào. 1, 2. Tất cả là 2 bông hoa. Vậy 5 bớt 3 còn 2. Chúng mình nhắc lại cho cô nào. 5 bớt 3 còn 2. Để chỉ số lượng là 2, chúng mình sẽ gắn thẻ số 2 tương ứng. Các bạn ơi, bây giờ các bạn cùng so sánh xem nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng như thế nào với nhau. Đúng rồi, nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng không bằng nhau. Vậy nhóm nào có số lượng nhiều hơn? À, nhóm chậu có số lượng nhiều hơn đấy. Nhiều hơn là mấy? Các bạn rất giỏi. Nhiều hơn là 3. Vì sao các con biết? À, vì thừa ra 3 cái chậu đúng không nào? Vậy nhóm nào có số lượng ít hơn? Đúng rồi, nhóm hoa có số lượng ít hơn. Ít hơn là mấy nhỉ? Ít hơn là 3. Vì sao các con biết? Đúng rồi, vì thiếu đi 3 bông hoa. Bây giờ cô Trang muốn nhóm hoa có số lượng bằng nhóm chậu thì phải làm như thế nào nhỉ? Đúng rồi đấy, cô sẽ phải trồng thêm 3 bông hoa nữa đúng không nào. 2 thêm 3 là mấy? Các bạn cùng cô đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 bông hoa. 2 thêm 3 là 5. Các bạn nhắc lại cho cô nào. 2
chúng mình sẽ gắn thẻ số 5 tương ứng. Các bạn so sánh xem nhóm hoa và nhóm chậu bây giờ số lượng như thế nào với nhau. Đúng rồi, nhóm hoa và nhóm chậu có số lượng là 5 và cùng bằng 5. 5 bông hoa, bây giờ cô cắt đi 2 bông hoa thì còn mấy bông hoa nhỉ? À, 5 bớt 2 còn 3. Bây giờ 3, cô 3 bông hoa, cô lại bớt đi 2 bông hoa thì còn mấy bông hoa nhỉ? Chúng mình cắt cùng cô nào. 3 bớt 2 còn 1 bông hoa. Vậy 1 bớt 1 là hết. Bây giờ nhóm chậu chúng mình cất cho cô nhé. Chúng mình cất từ trái qua phải, vừa cất vừa đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng mình cất thẻ số 5 nào. Hôm nay cô thấy các con học rất là giỏi nên cô thử chúng mình một trò chơi. Trò chơi có tên thử tài của bé. Cách chơi như sau. Cô đã chuẩn bị các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng khác nhau trong phạm vi 5. Nhiệm vụ của các con sẽ phải thêm hoặc bớt để nhóm đồ dùng đồ chơi đó có số lượng phù hợp với thẻ số mà cô đã yêu cầu. Các bạn biết cách chơi thế nào? Chúng mình cùng quan sát lên trên màn hình xem cô có gì đây. À, cô có nhóm ô và thẻ số 5 đúng không nào? Các con cùng đếm nhẩm xem có tất cả bao nhiêu chiếc ô. Có 4 chiếc ô, bây giờ phải làm thế nào để có sủng số lượng là 5 chiếc ô nhỉ? Đúng rồi, chúng mình sẽ phải thêm vào 1 chiếc ô nữa. Các con cùng cô kiểm tra nhé. 1, 2, 3, 4, 5, tất cả là 5 chiếc ô. Vậy là nhóm ô đã có đủ số lượng phù hợp với thẻ số mà cô đã gắn. Các con tiếp tục quan sát lên đây nào. Cô có nhóm gì đây? Cô có nhóm ba lô. Cô có 3 chiếc ba lô. Bây giờ chúng mình phải thêm mấy chiếc ba lô nữa để có đủ số lượng là 5. Đúng rồi đấy, chúng mình sẽ phải thêm 2 chiếc ba lô nữa. Bây giờ cô và các bạn cùng kiểm tra nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 5 chiếc ba lô. Vậy là nhóm ba lô đã có đủ số lượng phù hợp với thẻ số mà cô đã gắn rồi. Cô lại có nhóm gì đây? À đúng rồi, cô có nhóm quả cam và thẻ số 4. Bây giờ các bạn cùng đếm xem có bao nhiêu quả cam. Có 5 quả cam. Chúng mình phải làm thế nào để nhóm quả cam có đủ số lượng là 4 nhỉ? À rất là giỏi. Chúng mình sẽ phải bớt đi 1 quả cam. Cô và các bạn cùng kiểm tra xem có đúng không nhé. 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 quả cam. Vậy là nhóm quả cam đã có đủ số lượng là 4 theo yêu cầu của cô rồi. Chúng mình rất là giỏi. Cô khen các con nào. Các bạn quan sát trên màn hình xem cô có những con gì đây. À, cô có những chú thỏ rất là xinh xắn đúng không nào. Các bạn ơi, các bạn đừng nếm nhẩm xem có tất cả bao nhiêu chú thỏ. Đúng rồi, có 5 chú thỏ. Bây giờ làm thế nào để nhóm thỏ này có đủ số lượng là 3 theo yêu cầu của cô nhỉ? Đúng rồi đấy, chúng mình sẽ phải bớt đi 2 chú thỏ. Cô và các bạn cùng kiểm tra xem có đúng không nhé. 1, 2, 3, tất cả là 3 chú thỏ. Vậy là nhóm thỏ đã có đủ số lượng là 3 theo yêu cầu của cô rồi đấy. Chúng mình rất là giỏi. Hôm nay cô và các con vừa học xong bài thêm bớt so sánh các nhóm đối tượng trong phạm vi 5. Hôm nay chúng mình học rất là giỏi. Cô khen các con. Và sau đây là phần bài tập về nhà của các bé. Các bậc phụ huynh hãy tải bài tập về và hướng dẫn cho các bé làm ở nhà. Sau đó phụ huynh hãy chụp ảnh hoặc gửi video vào nhóm Zalo cho các cô nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chào và tạm biệt các con.